Đi ngang đây thấy nguyên một vườn bưởi luôn, trái quá trời trái luôn anh chị. Nè. Và hôm nay em thấy có đặt thêm đèn thưa anh chị. Đèn đèn trắng đó, hôm bữa mấy cái đèn vàng, hôm nay thì có thêm đèn đèn trắng, anh chị thấy nó sáng hơn không? Rồi em chúng ta tham quan. Còn bây giờ thì em muốn mời anh chị trải nghiệm cái con đường Mai Chí Thọ toàn là nói chung là lá cây khô rụng rồi. Nắng nôi thôi, nhưng mà nó là một con đường khá đẹp. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở ngay ngã tư Hàng Xanh đây anh chị, dưới cầu vượt. Hướng anh chị đang nhìn thấy là đi lên cầu Sài Gòn đó. Hướng này là đi về bến xe miền Đông nè anh chị. Con đường Bạch Đằng, con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và anh chị thấy trời Sài Gòn hôm nay đen thui luôn. Những khu vực xa xa đó anh chị, mây quá trời. Trong những cái ngày gần Tết rồi anh chị ha, mà Sài Gòn mình còn có mưa nữa đó. Ngay khu vực ngã tư Hàng Xanh đang rất là đông xe anh chị. Hướng này đi về Thị Nghè nè. Bây giờ là 11 giờ 15 phút trưa ngày 10 tháng 1 năm 2022. Và em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi trưa bình an, sức khỏe. Và hôm nay là một ngày đầu tuần nữa thưa cô bác anh chị. Hy vọng cô bác anh chị cũng có được những cái sự may mắn tốt đẹp trong công việc. Và hôm nay có mặt ở vị trí này, em mời cô bác anh chị cùng với em trải nghiệm một cái con đường khá là đẹp ngày hôm nay, hướng đi về hầm Thủ Thiêm thưa anh chị. Hầm sông Sài Gòn đó. Và bây giờ thì em bắt đầu xuất phát từ ngay vị trí dưới cầu vượt Hàng Xanh này, chạy thẳng về cầu Sài Gòn và đi con đường Mai Chí Thọ. Mời cô bác anh chị cùng trải nghiệm cái con đường này với em, và chúng ta vượt hầm sông Sài Gòn để chạy về quận Nhất. Hướng này đi về cầu Thị Nghè, đi về Thảo Cầm Viên. Em đang đứng ở dưới cầu vượt Hàng Xanh. Này em chạy ra đây em đứng em nghỉ mát một tí anh chị. Trời hôm nay thì không có nắng nhưng mà cũng oi oi bức vậy đó. Rồi em mời anh chị quẹo trái theo dòng xe này. Rồi em đi thẳng lên cầu Sài Gòn thưa anh chị. Ở đây có chùa Phước Viên nè, bên mé tay phải của em nè. Chùa Phước Viên. Rồi xong luôn. Rớt đôi bao tay rồi. Gắn lên trên xe. Bây giờ nhìn xuống không thấy đâu. Ở đây là con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa đó anh chị, ngày hôm nay đó là Điện Biên Phủ luôn, cho tới cầu Sài Gòn, cho tới cầu Sài Gòn là kết thúc qua bên khỏi bên kia cầu Sài Gòn, ngày nay đó là xa lộ Hà Nội, xa lộ Hà Nội nhưng mà nằm ở Sài Gòn anh chị. Còn ngay cái vị trí này thì chành xe Văn Thánh, đó cái nơi mà rước khách của một số cái nhà xe đi các tỉnh miền Trung đó anh chị, miền Trung miền Bắc người ta cũng hay đón ở đây, hàng hóa ở đây nè, khu vực Văn Thánh. Em dừng lại em kiểm tra một số cái micro rồi coi nó có ổn định không. Rồi em mời cô bác anh chị đi lên cầu Sài Gòn cùng với em qua bên kia. Qua bên kia ngày hôm nay nó là thành phố Thủ Đức. Ngày xưa nó thuộc quận 2 thưa anh chị. Và chúng ta sẽ đi con đường Mai Chí Thọ.
một cái con đường cũng thuộc loại rộng và đẹp bậc nhất của Sài Gòn ngày hôm nay. Ngay chỗ cái ngã ba Cát Lái đó thưa anh chị. Bây giờ thì 11 giờ 25 phút rồi. Cầu này là cầu Văn Thánh 1 ha. Bên trái em là có mấy cái building đó, tòa nhà đó. Lúc trước ở đó thì cái chợ Văn Thánh với cái chành xe Văn Thánh, người ta hay gửi hàng rồi đón khách ở đây. Rạch Văn Thánh nối từ rạch Cầu Bông, Long Văn Tự. Hướng này thì em cũng chạy ra ngay chỗ khu nhà giàu Vinhome Central Park. Đây có khu du lịch Văn Thánh nè anh chị, vừa phải là vào khu du lịch Văn Thánh. Cái khu này ngày hôm nay đường xá rộng lớn lắm. Bên phải đây anh chị quẹo về con đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về trung tâm Sài Gòn. Đường ở đây gập ghềnh quá anh chị ha. Cứ lên bờ xuống ruộng, lên bờ xuống ruộng. Mấy cái lỗ cống rồi mấy cái nắp cống nó làm cao lên. Phía trước anh chị thấy đây là tuyến metro số 1 đó, Bến Thành, Suối Tiên. Không biết tới khi nào mới được đi cái chuyến metro anh chị. Còn phía trước anh chị thấy đây là bên phải chúng ta quẹo về Nguyễn Hữu Cảnh ha, đi về con đường Tôn Đức Thắng, đường rẽ năm xưa. Và đây là cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh mới vừa xây nè. Đi thẳng thì vô khu Triệu Đô Vinhome Central Park. Ở đây có landmark 81. Rồi em mời anh chị chạy lên cầu Sài Gòn. Hôm nay thực hiện cái clip này thì em muốn mời anh chị trải nghiệm con đường Mai Chí Thọ đi về hầm sông Sài Gòn. Một con đường mới thôi. Đây bán dừa nước nè, mía nè. Lên cầu Sài Gòn hay ngày xưa gọi là cầu Tân Cảng. Lúc trước thì không có cái cầu này anh chị. Cái cầu này là vừa mới xây sau này thôi. Cái tuyến bên tay trái dòng xe đi ngược về đó, ngày xưa là cái cầu Sài Gòn cũ đó. Bên này giờ mới mở rộng ra thêm mấy cái làn xe nữa. Giờ ở đây không có còn kẹt xe thôi anh chị. Lúc trước thì ở đây kẹt xe khá nhiều, hầu như là ngày nào cũng kẹt. Ở bên mé tay trái của em là khu vực metro số 1 ha, ga metro số 1. Bên này là khu vực Triệu Đô. Đây, Vinhome. Và tòa nhà landmark 81. Trời bây giờ âm u, mịt mù. Hy vọng hôm nay không có mưa. Gần vào cái mùa Tết rồi anh chị, mưa gió cũng mệt lắm. Em đi lên cầu Sài Gòn, đổ dốc cầu Sài Gòn thì chúng ta chạy trên con đường xa lộ Hà Nội. Ngày hôm nay cũng chưa thấy rụng rịch hoa hòe gì cả anh chị. Hoa mà hoa dạ thì nhiều, nhưng mà hoa thiệt thì chưa thấy gì hết. Nghe đâu một số vườn mai ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức anh chị, người ta cũng bắt đầu rục rịch bán rồi, nhưng mà em cũng chưa có về đó được. Cầu Sài Gòn hướng này về Biên Hòa, Đồng Nai, ngã ba Tam Hiệp. Trên cái tuyến đường xa lộ Biên Hòa đó anh chị.
Em nghĩ là đặt tên là xa lộ Biên Hòa hay là xa lộ Đồng Nai đi cũng được. Xa lộ Hà Nội ngày hôm nay nghe cứ tưởng mình đang ở Hà Nội không à. Hay đặt là xa lộ Sài Gòn đi, nghe cũng cũng được. Ở những cái đống rác người ta mới móc, mới moi những cái lỗ cống trên cầu ra đang để đây, chưa thấy ai đi hốt. Tí xíu nữa mưa gió thổi cái là nó nghẹt lại nữa. Hình như là một người đi moi và một người đi hốt là nó riêng đó anh chị. Ở đây nhìn về được đó, có tuyến bến sông nè anh chị à, nhìn về được bến Bạch Đằng luôn á. Không nhìn về được nhưng mà đi về bến Bạch Đằng được, đi theo hướng này về bến Bạch Đằng cũng được luôn à. Tiếc là hôm nay trời không có nắng chứ không, mà cái view này rất đẹp anh chị. Bên này là khu An Phú An Khánh này, Bình An An Phú An Khánh, còn bên này là khu nhà giàu Thảo Điền anh chị. Rồi tiếp tục đi. Rồi em đợi dốc cầu Sài Gòn đi về con đường xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa năm xưa, và em sẽ tới ngã ba Cát Lái, sau đó em quẹo về đường Mai Chí Thọ đi về hầm sông Sài Gòn. Đó. Anh chị thấy phía trước nhà chung cư building quá trời luôn. Bên đặc biệt là bên trái cái khu Thảo Điền đó anh chị. Ngày hôm nay đất ở đây là triệu đô không á, khu này quận 2 cũ và bây giờ thì nó lên thành phố Thủ Đức rồi anh chị. Bây giờ khu vực phía này là phía đông ha, phía đông của Sài Gòn. Nó có những cái con đường rất là lớn, rất là đẹp. À, ví dụ như xa lộ Hà Nội đây anh chị đi ngược về Hàng Xanh, cái đi con đường Điện Biên Phủ là vào tới quận 3 rồi. Đó, còn không đi đường Nguyễn Hữu Cảnh là về quận Nhất. Đó, còn nếu mà muốn nữa thì anh chị đi thẳng hướng này giống em, đi Mai Chí Thọ về trung tâm Sài Gòn ngay luôn, vượt hầm. Và những cái tuyến đường này thì ít khi kẹt xe, những con đường này ít khi kẹt xe, đường thông thoáng, ít kẹt xe, cho nên là giá nhà đất rồi dịch vụ ở đây ngày hôm nay nó phát triển rất là sầm uất. Giá nhà thì lên cao, rồi cái tuyến metro số 1 nó cũng đi ngang đây đó. Theo hướng này nè anh chị cũng đi về bến xe miền Đông mới nha, bến xe miền Đông mới nó thay thế cho cái bến xe miền Đông ở ngay chỗ Bình Triệu, ngay chỗ Đinh Bộ Lĩnh đó. Nhưng mà rất tiếc là sau một năm đi vào hoạt động rồi thì bến xe miền Đông mới hầu như là không có người đi, vắng, rất vắng. Năm ngoái em có ghé ra một lần, năm nay thì không biết là có sắp xếp được để chạy ra đó hay không. Nếu mà được thì em cũng muốn mời anh chị đi gặp nhập tình hình bến xe miền Đông mới, đầu tư hình như đâu đó 4.000 tỷ hay 7.000 tỷ gì đó, một con số chênh lệch khá nhiều, em cũng không nhớ chính xác. Xa lộ Biên Hòa cũ, mời anh chị trải nghiệm cái hành trình này, bảo hiểm xe máy 10 ngày. À, bảo hiểm xe máy mà 10 ngàn thì anh chị nghĩ là nó không có hiệu quả đâu ha. Mua để chúng ta gọi là có giấy tờ mà đi được á, chứ có đều mà mua mà để mà lúc mà xảy ra vấn đề gì thì cũng có đâu, có 10 ngàn. Nhưng mà nếu anh chị có mua 60 ngàn, 70 ngàn đi chăng nữa, đối với cái này là xe máy anh chị nha, thì khi có vấn đề gì anh chị cũng không thể nào lấy được đồng nào của bảo hiểm đâu. Để bắn hoa nè, có một cái thực tế ở mình là như vậy đó. Ngày hôm nay mấy cái bảo hiểm này khi bị chuyện gì rất là khó để mà có thể
người ta xuống, người ta giám định rồi bồi thường gì cho mình, ghê lắm. Chung là có nhiều vấn đề xung quanh cái vấn đề bảo hiểm này. Đó, hai người trên xe 10.000. Ở đây có một số cái hoa, một số cái xe hoa người ta bán cặp cặp theo ở đây. Con đường thì nó khá dài cho nên là em cũng không chạy rề rề chậm thì chậm được anh chị, cũng đẩy nhanh tốc độ lên một tí. Đó. Con đường này thì anh chị thử đánh giá xem có phải là con đường à, ngày hôm nay nó cũng thuộc vào loại đẹp nhất của Sài Gòn mình. Nối tới Mai Chí Thọ luôn, tí nữa đi Mai Chí Thọ thì anh chị cũng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn cái con đường đó. Bên phải em là con đường song hành, và bên phải là cùng cái khu nhà giàu của An Bình, An Phú, anh chị ơi, An Khánh. Đây hàng cây rất là đẹp. Trưa trưa nếu anh chị đi con đường này mà bị nắng quá thì tấp vào đây ngồi nghỉ ngơi cũng được. À, phía trước đã có bán ổi sẻ, mì thái, me dốt bột. Em cũng không hiểu sao người ta gọi là me dốt bột anh chị. Dốt bột. Dốt chắc có lẽ là nó kiểu như nó chua chua, nó dốt dốt em. Cái từ Việt Nam mình nghe nó cũng khó hiểu lắm. Dốt dốt, ăn me mà dốt dốt là chắc là nó kiểu chua chua vừa vừa á anh chị. Bên phải em ở đây có Metro An Phú nè. Metro An Phú Mega Mart. Ở phía trước này là có một cái ngã rẽ này anh chị. Ngã rẽ này anh chị cũng quẹo phải để đi con đường song hành về Mai Chí Thọ cũng được ha. Em mời anh chị quẹo vào đi đường song hành về Mai Chí Thọ. Còn đi thẳng anh chị cũng quẹo về được, cũng quẹo phải về Mai Chí Thọ được. Ở đây thì em quẹo trái đi con đường song hành, con đường xa lộ Hà Nội. Quẹo trái thì đang đèn đỏ, em đứng một tí. Ở đây em muốn mời anh chị đi bên trong một tí để cập nhật cái cuộc sống người ta sợ sinh sống ở đây một đoạn thôi. Còn đi ở ngoài thì cây cối không thôi. Metro An Phú bên phải của em ha. Rồi em mời anh chị quẹo trái, chạy xuống đường Mai Chí Thọ đi về đường hầm sông Sài Gòn. Con đường song hành, đường xa lộ Hà Nội. Quán ăn ở đây cũng nhiều lắm anh chị. Khu này khu nhà giàu mà khu ăn chơi của Sài Gòn, ăn chơi của quận 2 cũ anh chị. Rồi em mời anh chị ha, đi thẳng về đường Mai Chí Thọ. Phải em có một tòa nhà chung cư rất là lớn luôn.
chung cư này là Canta View. Phía trước người ta giao nhận hàng đồ quá trời anh chị này. Trưa trưa thì công nhân viên đi làm, người ta xuống đây người ta ăn trưa. Bên bên trái anh chị chạy về cầu Rạch Chiếc. Đó, đi qua Bình Thái, nhà tư Bình Thái rồi đó anh chị. Đó, em đi thẳng hướng này về đường Mai Chí Thọ. Ra đây nhiều, có nhiều khi mình đi cũng lơ ngơ. Đây có trang trí cái sân Nhâm Dận. Đây là tòa nhà Estella Play. Vượt hầm sông Sài Gòn. Ở đây có một ngôi chùa này anh chị. Em chạy tới phía trước em coi ngôi chùa gì, tại vì em cũng ít đi nên em không biết ở đây là chùa gì. Mà cái ngôi chùa này đây, nói chung là gọi là cái view nó rất là dễ nhận biết anh chị. Ngày xưa nếu mà em đi về quê Phan Thiết á, đi xe máy đó, thì lúc mà mới vào Sài Gòn cũng chưa có rành đường đâu, thì cứ nhìn cái định hướng của ngôi chùa bên phải em đây, cứ tới đây là thấy vào tới xa lộ Hà Nội rồi đó. Đó. Và đây em coi chùa gì, phía trước có bán cà phê này. Đây anh chị, chùa Pháp Viện Minh Đăng Quang, Pháp Luân. Chùa rất là lớn anh chị, Pháp Luân Thường Chuyển, Pháp Viện Minh Đăng Quang. Đó, lớn lắm anh chị, chùa lớn lắm. Cái cổng đi vào rất là lớn. Em tới một tí để anh chị nhìn sơ sơ phía bên trong này. Rồi. Rồi, vậy đó. Chùa rất là lớn luôn. Lần đầu tiên em về đây á. Rồi, bây giờ em mời anh chị chạy về đường Mai Chí Thọ đây này, Pháp Viện Minh Đăng Quang. Và phía trước đây có nhà hàng chay Thiện Duyên. Nhà hàng chay khá là lớn ha. Rồi, mời anh chị. Ở phía ngoài là xa lộ Hà Nội, xa lộ đi ngoài cũ đó. Ngay chỗ này thì cũng gọi là ngã ba Cát Lái. Ở đây có một vị trí người ta sản xuất tượng Phật đây này, các con lân sư rồng Sài Gòn đá. Rồi, hướng này là em nhập làng Mai Chí Thọ. Nếu mà anh chị muốn đi về cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thì xe máy thì không đi được anh chị nha. Xe máy thì em chỉ đi về đường hầm sông Sài Gòn thôi. Còn xe hơi đó thì chạy về được cao tốc Long Thành Dầu Dây. Rồi con đường này thì chạy cũng cẩn thận, công an nhiều lắm và họ hay bắn tốc độ nha. Bắn tốc độ rồi các cái làn xe đó dễ bị dính lắm anh chị. Trời hôm nay thì nó hơi âm u một tí xíu, chứ đúng trời nắng đẹp, đi con đường này rất là đẹp anh chị. Và em sẽ chui hầm sông Sài Gòn đi qua bên kia đường Võ Văn Kiệt, Bến Chương Dương đó. Rồi, mời anh chị cùng trải nghiệm với em con đường này.
con đường đẹp. Ở đây anh chị có thể thấy là có những cái bạn chị dẫn ha. Đó, xe máy, xe, tất cả các xe ở đây là chỉ có 50 cây số giờ thôi. Cái làng em đang đi đây anh chị này. Đó. 50 cây số giờ thôi. Còn cái làng ngoài thì sẽ có những cái tốc độ nó khác nhau. Ở đây là khu dân cư phường An Phú ha, anh chị quẹo phải là vào cái khu chung cư ở đây. Khu dân cư phường An Phú, khu dân cư Imperial, đường Lương Định Của. Đó. Ở đây đất ở đây là cái khu vực mà hôm bữa đấu giá mà 2 tỷ rưỡi một mét vuông là cũng là thuộc cái thành phố Thủ Đức đây anh chị này. Khu này là về Thủ Thiêm này này. Đó. Khu dân cư. À, hôm nào thì em mời anh chị khám phá những cái khu dân cư ở đây. Hôm nay thì em sợ là đi đường hầm sông Sài Gòn qua là thấy cũng dài quá rồi cho nên không thể chạy vào đây được. À, em hẹn gặp cô bác anh chị một ngày nào đó trong tuần này đi. Em sẽ quay lại các khu chung cư ở đây để chúng ta tham quan. Còn bây giờ thì em muốn mời anh chị trải nghiệm cái con đường Mai Chí Thọ toàn là... Nói chung là lá cây khô rụng rồi, nắng nôi thôi, nhưng mà nó là một con đường khá đẹp. Còn bên phải thì vẫn còn những cái vị trí người ta thâu mua ve chai rồi, nói chung là cũng nhếch nhác lắm anh chị, chứ không phải là con đường đẹp hết rồi những khu chung cư đẹp giống như anh chị thấy đâu. Và có những cái vườn cây như thế này, bonsai đây anh chị, có những cái vườn cây bonsai rất là lớn, có giá tới trăm triệu không á, vườn cây cảnh. Em đi rồi cũng sẽ gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh ở vườn cây cảnh ở đây. Còn đó, góc bên này anh chị có thể thấy là đó, xốp này, rác này, nó tùm lum ở đây nè anh chị thấy không? Đó. Nó cũng dơ, cũng nhếch nhác lắm. Tuy là con đường đẹp đó, bên phải này tùm xốp quá trời luôn, và có những cái mái nhà lụp xụp ở phía trong giống như cái khu xóm nghèo anh chị ha. Nếu mà có dịp nào đó thì trải nghiệm ở phía trong sau. Đây là những cái quán nước di động, người ta bán cho người đi đường nước ép, cam ép. Những khu nhà lụp xụp ở phía trong này, đất đai cũng còn ở đây còn nhiều và rộng lắm thưa anh chị. Rồi, em đi tiếp hướng về sông Sài Gòn. Con đường này kể ra cũng cây nó cũng nhỏ anh chị, không có bóng mát. Xe container thì rất là nhiều, đi cái làng ngoài đó nhiều khi cũng mệt lắm. Áo trùm xe, xe máy, xe hơi. Ở đây là anh chị đi quẹo phải con đường Lương Định Của, chạy về khu vực Trần Não, sông Sài Gòn. Rồi em đứng em đợi đèn đỏ một chút xíu anh chị. Sông Sài Gòn. Đường này là Mai Chí Thọ đó anh chị.
bên phải em là quá trời gạch lát đường luôn nè, đá gạch nè, người ta để một khu vực ở đây luôn, đá granite marble, một cái kho anh gì, kho đá. Bên phải em ở đây có trường quốc tế của Úc nè. Đó, trường quốc tế của Úc. Cấm dừng đỗ từ 6 tới 8 giờ. Phía dưới là con đường gì đây? Ở đây có khu Sala đó anh chị. Sala chiều hoang vắng. Bên trái là về Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đi cắt lái. Đồng Văn Cống anh chị. Bên trái này, Đồng Văn Cống chạy về phà cắt lái được trên đường Nguyễn Thị Định. Phía trước có nhiều nhà chung cư của anh chị như vậy đó, bên phải thì còn rất là nhiều mảnh đất trống, người ta trắng tôn lại, mai mốt người là mọc lên. Ở đây xe máy thì được đi thẳng nha anh chị. Bên trái là đi Đồng Văn Cống về phà cắt lái, chuẩn bị xây cầu cắt lái rồi anh chị, mai mốt là bỏ phà rồi đó. Đây là làn đường dành cho xe máy chạy chỉ có 50 km/h thôi. Đường ở đây mà chạy 50 thì cũng chán lắm anh chị. Đường quá trời là trống, hai bên không có khu dân cư, không có người qua lại. Làn đường thì rộng, đẹp trơn, chạy có 50 là nó chán lắm. Thành ra nếu mà công an đứng chỗ này thì rất dễ bắn tốc độ lắm anh chị. Tại xe gắn máy nhiều khi ngồi lên người ta chạy một phát là 70, 60 là bình thường. Chạy 50 là cỡ như em đang chạy đây, rề rề. Cho nên có đôi khi em thấy nó cũng không có hợp lý lắm, nhưng thôi, người ta cho nhiêu thì mình chạy nhiêu. Một vài những cái hàng quán bán nước ven đường. Đường đẹp quá trời đẹp, trống vắng như thế này. Vậy vậy mấy bạn chạy xe ầm ầm đây bị bắn tốc độ liên tục đó anh chị. Chạy về tới sông Sài Gòn là bao nhiêu phút đây? Ồ, bên phải em có cái vườn hoa. Vườn hoa anh chị, vườn cây kiển. Ồ, có mùa xuân về. Đây anh chị, ha. Mai Chí Thọ, phường An Phú. Đây một vài những cái hình ảnh xanh đỏ tím vàng. Ồ, ở đây có bưởi diễn nè anh chị. Wow, cái vườn bưởi. Vườn bưởi lớn lắm nha. Trời ơi, trái rất là đẹp luôn. Cái đu đủ nè anh chị, đu đủ kiện nè. Tết năm nay thấy chưa thấy hoa, chưa thấy gì hết, nhưng mà ở đây là thấy có trồng rồi. Bưởi nè. Em chia sẻ sơ sơ vài cái hình ảnh ở cái vườn cây này để anh chị xem cho vui. Đây. Bưởi nè anh chị. À, có nhiều trái hoa. Em tới gần gần tí anh chị xem cho nó vui. À đây nè. Trời ơi, cái này cũng tiền triệu không á anh chị. Đây nè. Tiền triệu không á. Chậu như thế này chắc mấy chục triệu như chơi. Quá, hôm nay đi ngang đây thấy nguyên một vườn bưởi luôn, trái quá trời trái luôn anh chị. Nè. Người ta treo sẵn mấy cái đồ trang trí này, mấy câu chúc mùa xuân, quá trời đẹp luôn, nguyên một vườn luôn. Đó, triệu trái luôn, bị diễn anh chị.
chậu này mười mấy triệu là chậu nhỏ đó. Còn chậu to to thì cũng phải vài ba chục, bốn năm chục là chuyện bình thường. Nhiều lắm anh chị. Không thấy ai để em hỏi giá hết. Cây đu đủ này, nguyên một cái dãy này luôn. Đó. Rồi em mời anh chị đi nha, đi thẳng hướng này coi thử cái vườn bưởi này nó có lớn không. Vừa có cây bonsai, vừa trồng bưởi. À, không có thấy mai thôi chứ thấy bưởi quá trời. Anh chị. Nguyên một vườn lớn luôn ha. Trời, chăm mấy cái này cũng cực lắm á. Cây nhỏ cũng có, cây to cũng có. Đó. Chậu luôn, có chậu có đồ luôn, showroom trưng bày luôn. Cái clip này nó hơi dài một chút xíu ha, mong cô bác anh chị thông cảm nha. Em chạy con đường này nó cũng khá dài nè. Rất là nhiều chậu bưởi anh chị, cái này tối ngồi phải canh chừng dữ lắm á. Ồ, cái vườn bưởi này đẹp quá trời luôn nè. Đây nè. Ồ, trái rất là to luôn anh chị. Trời ơi, mê mận luôn. Wow. Đây nè anh chị. Wow. Đẹp quá trời đẹp, một vườn luôn nè. Thôi em đi tiếp trải nghiệm cái đường hầm sông Sài Gòn. Chứ để dài quá anh chị. Coi một hồi cũng mệt. À, mấy cái cây bonsai đã cột ở các cái dây màu đỏ lên đó, trông nó rất là nổi bật anh chị. Mấy cái chậu đây nè. Ở đây là đường Mai Chí Thọ hướng đi hầm sông Sài Gòn nè. Anh chị có muốn mua hoa, mua bưởi về dưng thì ghé đây. Quá trời luôn, nguyên một cái vựa. Chưa, người ta đang ăn cơm. Thôi, người ta đang ăn cơm không tiện hỏi. Đó anh chị ha. Nguyên một cái vườn bưởi này. Đẹp quá trời. Thấy cái này là thấy bắt đầu có Tết rồi. Rồi em mời anh chị chạy vào đường hầm sông Sài Gòn theo cái hướng này. Ở đây là hết rồi đó. Rồi khúc này em sẽ tua nhanh một tí, hoặc là cho đoạn nhạc vào cho nó vui. À, chỗ này thì hai bên cũng không có gì. Dạ thưa anh chị, ngay cái vị trí này là khu đô thị Sa La. Ở bên tay trái anh chị quẹo về khu đô thị Sa La, Đại Quang Minh. Bên phải cũng như vậy anh chị, bên phải là đường Trần Não này, cũng vào được cái khu đô thị Sa La ngày hôm nay đang xây. Và chúng ta chạy một tí nữa là cũng tới hầm sông Sài Gòn rồi. Em mời anh chị vượt hầm sông Sài Gòn với em nha. Và hôm bữa thì người ta có cấm xe vào để sửa khu vực hầm sông Sài Gòn. Không biết ngày hôm nay có cái gì nó thay đổi hay là không. Đó, bên phải em là cái rào chắn này đang ghi chữ Sa La này, khu đô thị Sa La phía bên trong đó.
ở ngay cái vị trí này thì bên phải á, đi về cầu Thủ Thiêm thưa anh chị. À, cầu Thủ Thiêm, cái đoạn mà đi vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đó anh chị, vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về Thị Nghè đó, bên phải của em ha. Còn bên trái thì anh chị cũng đi vào cái khu đô thị Sa La này, trái vào đô thị Sa La, bên phải đi về Thị Nghè, cầu Thủ Thiêm. Và bây giờ thì em đi vào sông Sài Gòn, đường hầm sông Sài Gòn. Thật sự ra thì cái clip này nó hơi dài một tí, nhưng mà em cũng không muốn cắt nó đi, bởi vì muốn để cho nó liền mạch thưa anh chị. Mời anh chị đi trải nghiệm cái con đường này, con đường thuộc loại đẹp nhất của Sài Gòn mình á, nhiều làn xe, thành ra thì có những đoạn nó dài quá thì em sẽ tua nhanh á, thêm miếng nhạc vào cho nó thú vị. Còn em cũng không muốn cắt nó đi, nó bị đứt quãng ra thì nó cũng không có đẹp. Cầu này là cầu kênh gì đây, kênh 1, cầu kênh 1. Bên phải là anh chị nhìn thấy tòa nhà Bitexco rồi đó. Ở đây thì bên phải là chạy về khu cầu Thủ Thiêm 2, đang xây ngay chỗ đường Cường Để đó anh chị. Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2, đường Tôn Đức Thắng đó. Ngày hôm nay á, đi vào cái khu đất của Hải Quân Công Xưởng năm xưa, ngày hôm nay đó là cái khu đất của cảng Ba Son anh chị. Và đang chờ đèn đỏ để em đi vào sông Sài Gòn, đi vào hầm sông Sài Gòn. Rồi, vượt sông Sài Gòn thôi, em mời anh chị cùng đi cái hầm sông Sài Gòn hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á nha. Và do Nhật Bản đầu tư xây dựng, vốn ODA. Đây, vào hầm sông Sài Gòn thì bật đèn. Rồi, hướng đi xuống hầm đây chị, ở bên trên thì là nắp hầm. Chiều chiều thì các bạn trẻ thường thường hay rủ nhau lên đây chơi, uống nước, ăn vặt, chụp hình. Mùa dịch thì bị cấm hết trơn hết trọi luôn. Và đường hầm này thì cấm xe máy từ 4 giờ tới 23 giờ. 4 giờ sáng anh chị. Từ 23 giờ tối tới 4 giờ, từ 23 giờ tới 4 giờ, trời, điện thoại bị rối luôn á, từ 23 giờ tới 4 giờ, tốc độ cho phép là 40 cây số giờ, đối với xe máy, đối với xe, các loại xe khác là 60, cấm vượt khi đi vào hầm, cấm bước còi và đặt đèn chiếu gần. Đây, hầm sông Sài Gòn. Ngày hôm nay như thế nào sau sau một đợt tu sửa lại, hôm nay em thấy có đặt thêm đèn thưa anh chị, đèn trắng đó. Hôm bữa mấy cái đèn vàng, hôm nay thì có thêm đèn trắng, anh chị thấy nó sáng hơn không? Rồi em chạy nhanh một tí trong đường hầm nha, nhanh thì cũng 40 thôi chứ cũng không được vượt. Chúng ta đi ngang cái hệ thống quạt gió, ba cái quạt gió rất là to, quạt cabin giống như động cơ máy bay á. Thường tốc độ là 40 cây số giờ, như em thấy xe máy đa phần vô đây chạy ầm ầm luôn, chạy tầm khoảng 50 mấy 60 cây số giờ. Rồi chỗ này là đi xuống dốc nè, xuống một cái lõm, rồi bây giờ vượt lên dốc. Có đèn trắng thưa anh chị, ở đây thì mất đèn vàng rồi, đèn trắng mới, chắc mới gắn thêm. Hôm bữa em đi thì nó tối hơn như thế này, đèn vàng không à. Rồi bây giờ đi lên dốc, qua bên kia là đường Võ Văn Kiệt, bến Chương Dương, ở ngay chỗ cầu Ca Mét anh chị, chạy ra là đụng ngay cái cầu Ca Mét.
quạt và cái quạt rất là to, quạt không gió để hút anh chị. Chứ lỡ may có kẹt xe hay gì đây mà không có mấy quạt hút gió này ở trong thì ngợp chết luôn á. Rồi, ánh sáng cuối đường hầm, ánh sáng cuối đường hầm giống như là đợt trận dịch vừa rồi Sài Gòn mình đã trải qua, và bây giờ đã có ánh sáng cuối đường hầm rồi. Và vị trí này chắc là em xin được tạm dừng cái clip anh chị, một cái clip rất là dài. Nhưng mà em cũng thôi cũng đi cho hết luôn. Và có cái vườn bưởi diễn đẹp quá anh chị. Tết năm nay những ai mà giàu giàu một tí là mua bưởi chân ha, mười mấy, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu một chậu như thế. Dạ, em vừa mới ra khỏi hầm sông Sài Gòn thưa anh chị, đứng bên đất của trung tâm Sài Gòn quận nhất rồi. Ngày xưa khu này giá quận nhì. Ở đây là bên phải em có con đường Phó Đức Chính. Phó Đức Chính phường Nguyễn Thái Bình. Và phía trước đó anh chị đang thấy là cầu Cà Mét. Một bên thì qua chợ Dân Sinh, nếu lên cầu Cà Mét qua trái thì qua quận 4 con đường Hoàng Diệu. Và ngay vị trí này thì em xin được tạm dừng các clip thưa cô bác anh chị. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, và có những ngày tháng sắp tới chuẩn bị đón cái Tết Nhâm Dần thật là nhiều điều tốt đẹp, may mắn, vạn sự như ý thưa anh chị. Và em xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.